Em Tuấn HD xe đạp thể thao xin chào tất cả các bác. Trong video buổi chiều nay ngày 30 tháng 10 năm 2024 thì em có một sản phẩm để giới thiệu đến các bác, đó là một cặp bánh carbon hàng chính hãng của Jeep, một thương hiệu rất nổi tiếng của Mỹ. Cặp này thì có cái đời là Jeep 404 các bác nhé. Jeep 404 này. Cặp bánh thì đang được em bán với cái tầm tài chính là dưới 10 triệu các bác nhé. Dưới 10 triệu là các bác đã được sở hữu một cặp bánh carbon chính hãng, thương hiệu lớn và chạy rất là bền. Cụ thể cặp này thì em bán là 8 triệu thôi nhé, 8 triệu bao ship. Và trong cái video hôm nay thì em sẽ chia sẻ các bác với tầm tiền 8 triệu thì các bác sẽ được sở hữu một cái cặp bánh như thế nào, hình thức như thế nào và cấu hình ra là sao các bác nhé. Thì đầu tiên sẽ sơ qua về cái cặp bánh Jeep này, hàng chính hãng. Dòng 404 thì cái bản vành của nó là cao 5/8 các bác nhé. Bản vành cao 5/8. Cặp này thì sử dụng vỏ liền xăm, tức là dùng lốp dán các bác nhé, vỏ bozo hay gọi là vỏ bozo ấy, dòng tubula, tức là dùng lốp dán. Bánh cao 5/8, chạy cối líp là cối 11 các bác nhé. Cối 11 thì các bác chạy được líp 8, 9, 10, 11 đều ok. 11 của Shimano. Đấy, căm là căm lốp dẹp đùm trắng nhá, đùm nhôm trắng. Cái đời này đời 20 mấy rồi thì nó sẽ sử dụng đùm là đùm nhôm trắng như thế này. Đấy. Với cái bánh dòng bánh Jeep thì cái cối của nó kêu thì thực sự là dã man rồi, kêu rất là hay. Bánh trước bánh sau thì đều là bản cao 5/8 các bác nhé, đều sử dụng vỏ dán, vỏ bozo. Cặp này thì đã sẵn lốp cho các bác rồi, vỏ lốp sẵn rồi, lốp Panaracer này. Lốp này em nhìn cái hông của nó hình như là lông hông 25 thì phải. Với cái dòng bánh bozo này thì các bác bơm thoải mái các bác nhé, vỏ bozo các bác bơm thoải mái luôn. Cái carbon của nó thì cái phần má này nó hơi có hiện tượng là hơi mòn một chút rồi. Nhưng mà các bác yên tâm nhé, bởi vì cái dòng bánh Jeep này nó bền. Và quan trọng là cái dòng vỏ bozo này nó không chịu ảnh hưởng nhiều bởi tác động lực vào cái phần viền này. Đây này các bác nhìn cái phần viền nó còn dày như thế này cơ mà. Nên là các bác chạy thoải mái luôn các bác nhé, không bao giờ lo bị vỡ cái phần má này đâu. Và cái phần vỏ dán này thì các bác có thể bơm thoải mái, bơm được tầm khoảng 12 kg bình thường các bác nhé. 11-12 kg bơm quá bình thường luôn. Quan trọng là cái lốp này các bác có chịu được bao nhiêu ký thôi. Còn cái phần thân carbon này thì nó thoải mái nhé, các bác bơm ten luôn, không vấn đề gì. Đấy, bánh trước bánh sau thì đều chạy đùm Jeep trắng. Đấy, 8 triệu cặp này thì quá hợp lý rồi. Cầm dẹt các bác nhá, cầm dẹt. Tem mác thì bánh sau đây, tem Jeep này. Màu mảng carbon thì các bác có thể thấy đây là cái dòng bánh nó sản xuất thủ công nên là nó sẽ chia màu mảng từ những cái miếng carbon màu mảng khác nhau nhá. Tem Jeep này. Đấy. 404. Đây, cái này thì nó sản xuất tại một cái cơ sở nhà máy ở bên Mỹ. Đây, dòng Jeep chính hãng cái đời trước thì nó sẽ có cái dòng chữ là Handmade in Speedway Indiana nhá. Indiana thì em được biết nó là một cái tiểu bang của Mỹ, bang Indiana. Còn cái Speedway này chắc là một cái địa chỉ gì đấy ở Mỹ. Thì đây là một cái bánh được sản xuất thủ công tại Mỹ các bác nhá. Bánh trước bánh sau thì nó đều có dòng chữ như vậy. Đấy, dòng bánh các bác có thể nhận biết cái dòng bánh chính hãng của nó thì cái đời Jeep cũ nó sẽ có cái thông tin là Handmade in Speedway Indiana đây. Đấy, bánh chính hãng nó mới có nhá. Lốp này các bác còn chạy quá là ngon luôn, lốp còn rất là ngon lành nhá, lốp còn dày dặn, chạy ngon. Em sẽ quay chi tiết nhá. Đây là bánh trước này, tem mác nhá. Cái phần má thì nó có hơi mòn một chút, có hơi mòn một chút qua quá trình sử dụng nhá, nhưng không sao hết. Đây, tem Jeep này. Đây là bánh trước các bạn. Quay lần lượt hai mặt để cho các bác cùng xem về cái hình thức của cả bánh. Đấy, carbon nó làm thủ công, nó sẽ chia làm những cái tấm carbon khác nhau, màu mảng khác nhau như này. Đấy, cái dòng Jeep và dòng Rovan là hai cái dòng thương hiệu của Mỹ và nó cũng được thiết kế theo cái kiểu là những cái mảng carbon khác nhau, màu sắc khác nhau này. Đấy, bánh carbon nó làm thủ công thì nó sẽ làm màu mảng khác nhau như này các bác nhé. Đùm trước này, đùm trắng này. Đùm trắng. Bánh thì chạy mượt mà các bác nhé, bi mượt rất là mượt, bạc đạn rất là mượt. Đây là phía mặt bên đối diện của bánh trước. Đây, em sẽ quay kỹ cái phần má thắng để cho các bác cùng nhìn nhé. Đây này. Cái phần má thắng thì nó có mòn nhẹ các bác nhé, nó có mòn nhẹ, tuy nhiên nó không ảnh hưởng gì đến chất lượng của cặp bánh đâu. Cặp bánh Jeep thì nó chất lượng nó rất là bền nên các bác chạy thoải mái luôn. Đây này, các bác nhìn cái viền của nó bên trong nó còn dày này cơ mà, cái viền carbon nó dày lắm, các bác phanh thoải mái, chạy tèn luôn.
tem mác các thứ là còn ok hết nhá các bác nhá. Tem trắng. Đúng trước này. Cắm dẹt nhá, cắm lốp dẹt. Chạy biển thì các bác chạy thoải mái không lo bị gì xét. Đấy là về phần bánh trước. Còn đây là bánh sau nhá. Bánh sau này, quay kỹ cho bác này. Đấy cái viền má các bác có thể thấy nó hơi mòn nhẹ, nó có vết này. Tuy nhiên thì không sao. Dòng bánh zip thì nó là quá là nồi đồng cối đá cho các bác sử dụng rồi. Tem mác các thứ còn ngon lành luôn. Cắm trắng nhá, cắm lốc trắng, đùm trắng. Cối màu đỏ. Cối 8 9 10 11 đều lắp được nhá. Bác nào chạy chạy clip 8 9 10 thì em sẽ kèm cho các bác một cái vòng đệm để các bác chèn bên trong. Đây là cái phần vành bánh phía bên này. Đấy, đây tem này có bị chảy nhẹ một chút đây này. Cái tem này các bác đặt được nhá, đặt được tem để các bác thay thế được. Tem nó chỉ là một phần thôi, không ảnh hưởng nhiều. Carbon của dòng Jeep này nó rất là cứng các bác nhé. Nó rất là cứng các bác ạ. Đùm sau. Để em sẽ quay thử cái tiếng cối Jeep của cái con Jeep này cho các bác cùng nghe. Đấy. Cái tiếng cối Jeep của nó là dã man luôn. Mà nó rất là trớn các bác nhé. Cái cối líp của nó kêu rất là trớn và kêu rất là to luôn. Đấy. Chỉ cần lắc nhẹ cái là nó chạy thôi. Đây để em để sát cái mic đây em quay thử cho các bác nghe cái tiếng cối của nó. Nói chung là cặp này nó chạy. Cặp này nó chạy thì khiếp lắm các bác ạ. Bởi vì nó quăng rất là kinh. Khi mà chạy chân các bác khỏe nhá, chân khỏe mà chạy nó có đà rồi thì nó văng dã man lắm. Cái này thì nó sẽ thiết kế để dành cho các bác chân khỏe và chạy các bác chạy đường trường nhá. Chạy đường trường khi mà các bác chạy khi nó đã có đà có lực rồi. Nó chạy theo quán tính của nó thì cực kỳ là dã man luôn. Cặp Jeep này nó tuy nó đời cũ rồi nhưng mà chạy vẫn rất là ngon các bác. Và cái tầm giá dưới 10 triệu, cụ thể là 8 triệu thì các bác thử con này thì quá tuyệt vời. Bác nào mà có nhu cầu sử dụng thì các bác vui lòng alo cho em qua số điện thoại của em ở đây các nhá. Số điện thoại của em thì có kèm theo cả Zalo 0888391992. 8 triệu là em bao ship cho các bác tận nơi các nhá. Bao ship tận nơi cho các bác. Với cái mức giá này chắc là các bác sẽ không kiếm ở đâu được một cặp bánh chính hãng mà lại có cái tầm tiền rẻ như này đâu. Cặp bánh này thì bao bền để cho các bác về luyện tập và nhất là đua bơi chạy đường trường thì quá là kinh khủng rồi. Đấy. Ngày hôm nay thì em đã giới thiệu xong. Buổi chiều nay em giới thiệu xong cho các bác cái cặp bánh Jeep 404 hàng chính hãng nha các bác nhá, hàng chính hãng. Giá 8 triệu. Bác nào mà có nhu cầu thì nhanh tay alo cho em Tuấn để sở hữu cặp bánh này. Video của em à xin lỗi. Đây còn cái ti bật thì nó không kèm theo các bác nhá. Bánh này thì nó không kèm theo ti Jeep đâu. Mà nó chỉ có một cái ti ngoài như này thôi. Ti này thì em kèm cho các bác để các bác về có thể chạy sử dụng luôn. Ti này nó cũng là kiểu màu bạc ti chính hãng nhá. Nó là màu bạc thì nó sẽ phối nó nghe có vẻ nó cũng ăn khớp với cả cái màu của cái đùm này, đùm màu bạc thì lấy cái ti màu bạc này cũng được. Ti này hàng chính hãng chạy rất là ngon nhá, rất là nhẹ luôn. Ti zin nó không còn. Đấy 8 triệu cặp này, các bác nào mà có nhu cầu thì xin mời các bác nhanh tay alo cho em. Video em xin phép được kết thúc. Xin chào mọi người các bác nhá. Xin chào tất cả các bác.